kính thưa bác sĩ Hải giám đốc bệnh viện kính thưa các thầy cô các anh chị các bạn đồng nghiệp tham gia ngày hôm nay thì lần đầu tiên thì phải cảm ơn bệnh viện đã mời anh Tường và chúng tôi nghĩ đó là một cái một cái sự chia sẻ mà nó đem lại nhiều cái cảm hứng và nó cho mình thấy rằng là mình có thể vượt qua những cái chuyện mình có thể không vượt qua được thực ra thì tôi chưa bao giờ tôi nói cái bài này tại vì tôi không được đào tạo chính quy về cái chuyện này và tôi đào tạo hoàn toàn ở trong nước ngay cả bên hội mời chia sẻ tôi cũng không nói tại vì tôi nghĩ tôi không phải là cái người có thể nói được nhưng ngày hôm nay tôi nhận là bởi vì bác sĩ giám đốc rất là tâm huyết tới chuyện này và tôi nghĩ rằng tôi sẽ kể cái câu chuyện cá nhân và hy vọng rằng cái chuyện của cái người tự lăn lộn cũng khổ đau dữ lắm và vượt qua được cái chuyện đó thì hy vọng là nó có một cái số điểm mà có thể giúp ích đâu đó cho quý vị đồng nghiệp ở đây đặc biệt là các đồng nghiệp trẻ để có thể coi thử mình có thể làm gì đó để mình có thể vượt qua chuyện này hay không cái câu hỏi đầu tiên mà khi mình nói chuyện bác sĩ lâm sàng mặc dù anh tường nói là ai cũng thích làm nhưng thực sự ra nó bác sĩ lâm sàng nó tôi bận lắm làm gì có giờ làm nghiên cứu đó thế thì làm thế nào để mình vượt qua chuyện đó thì tôi trễ một cái câu chuyện là à, cái quá trình mình làm công việc như thế nào thì các bạn có thể thấy ở đây thì trong cái diễn tiến khoảng 10 năm vừa qua đó còn hơn 10 năm vừa qua thì mình sẽ thấy nó có hai cái phần cái phần đầu tiên các bạn sẽ thấy là hầu như năm nào tôi cũng có cái công bố đó là hồi đó không có bắt buộc là phải công bố nhưng đó là một cái sự cam kết là tôi sẽ phải kiên định tôi làm chuyện đó điểm thứ hai là hầu như năm nào cũng có không có năm nào không có các bạn sẽ thấy là nó có một cái phần ở phía sau là cái đỉnh khoảng ba bốn năm gần đây tự nhiên cái số liệu nó tăng lên tại sao vậy thứ nhất đó là mình quen hơn chuyện gì mình quen mình sẽ làm nhiều hơn thứ hai chuyện quan trọng hơn đó là sự xây định xây dựng đội nhóm lúc đầu tiên mình làm một mình á mình kéo các bạn trẻ theo đôi khi mình phải truyền cái cảm hứng và mình sẽ phải dẫn dắt mình sẽ phải cực hơn nhưng mà khi mình làm được rồi á các bạn rất là tuyệt vời và do đó thì khi mà cái nhóm nó mạnh rồi á thì mình sẽ làm được nhiều thứ cùng với nhau hơn và trong tương lai tôi nghĩ là nó sẽ còn cao hơn nữa theo cấp số nhân chứ không phải là theo cấp số cộng và gần đây nữa hơn thì cũng có một số những cái công việc mình liên quan về cái vấn đề học thuật Ở trong đó thì tôi sẽ tham gia một số cái bo chẳng hạn như việc thấy là cũng nhiều thứ trong đó có cả cái hội nội soi tiêu hóa Hàn Quốc và hội tiêu hóa của Nhật Bản và cái công việc này á, nó cũng giúp ích cho mình trong một cái phần rất là quan trọng để mình nhìn ở một cái khía cạnh ngược lại của một cái người đăng báo như thế nào và chúng tôi nghĩ rằng là với những cái phần đó đó thì nó sẽ giúp ích cho mình nhìn cái vấn đề một cách toàn diện hơn và mình sẽ giúp đỡ được các đồng nghiệp trẻ trong cái vấn đề mình công bố tốt hơn thế thì trong cái bài trình bày của mình á, tôi sẽ điểm qua một số những điểm chính mà trong cái này cái chuyện đầu tiên quan trọng nhất mình thấy to tổ bố đó là why tại sao tôi phải làm à tôi bận rộn quá tại sao tôi phải làm thế thì ở đây tôi thấy rất là vui là có nhiều đồng nghiệp trẻ thì cái chuyện quan trọng đầu tiên khi từ nãy tôi nói bác sĩ giám đốc là đông chưa chắc là tại vì các bạn quan tâm mà đôi khi ban giám đốc yêu cầu lên thì sao à bữa này là hiện tại là yêu cầu bệnh viện là phải tham gia thứ hai thì mình nói rằng là cái chuyện đóng góp cái chuyện đóng góp đó là đóng góp cho khoa à khoa mình có mình có cái thành tích tốt cho khoa bệnh viện cái tiếng nói nó cũng sẽ tốt hơn mà một chuyện quan trọng nữa là mình có những cái vấn đề khó mình tìm hiểu y văn thế giới giống như anh tường nói vậy giữ kiện tại chỗ của mình thì sao cái bệnh nhân là bệnh nhân của mình mà và cái vấn đề thực tế nếu mình làm được trên bệnh nhân của mình thì cái đó dữ liệu nó rất càng quý bởi vì nó thực tế là nó đúng với người của mình hơn bên cạnh đó nó cũng có một số những cái điểm mình có lợi ích chứ nếu mình nói mình làm mình có lợi ích thì khó lắm lợi ích là gì thứ nhất là cái cơ hội một lần như vậy mà khi mà tôi làm á, thì tôi sẽ rất là cảm thấy sung sướng tại vì mình đọc hết các y văn các góc ngách và tự nhiên mình sẽ thấy mình tiến bộ hơn điểm thứ hai á, là thưởng đơn vị mỗi bệnh viện mỗi khác bệnh viện mình thì không được khá lắm à, mặc dù là cái tiếng có đối với bệnh nhân là coi như là bệnh viện gia đình là tới là tâm đức là tuyệt vời lắm nha cái thưởng tôi nói là cũng cũng khá mỗi năm là ban giám đốc cho tặng một cái bài báo tôi nghĩ tới 5 triệu á, là một cái một cái sự tưởng thưởng cũng rất là quan trọng và bên cạnh đó tôi có một cái ý nữa đó là cái công việc nó không khô khan như vậy đâu Quý vị nghiệp nhìn cũng khó, mình có cơ hội chứ, mình đi, mình chia sẻ và mình kết bạn và mình sẽ có thêm cái cơ hội, mình thấy cái cuộc sống mình nó phong phú hơn. Đây là một cái hình của tháng 12, là một đồng nghiệp à, trẻ nhất của khoa chúng tôi à, tham gia báo cáo tại hội nghị à, à, tiêu hóa toàn quốc. À, sẽ có cái phần gọi là trình bày và cái phần tương tác và các bạn thấy là cũng rất là đỉnh đạt khi mình đi ra. Và nếu mình à, làm một cách thường xuyên hơn thì mình sẽ có cái cơ may, mình sẽ có được nhiều cái sự đánh giá tốt hơn. Ví dụ như năm vừa rồi cũng hội nghị này chúng tôi khoa nội tiêu hóa được hai cái giải. À, bác sĩ Mai được giải nhất, bác sĩ Cúc được giải ba toàn quốc coi như là nội tiêu hóa gia đình cũng đóng góp một cái phần rất là quan trọng đánh giá về cái tiếng nói của tiêu hóa gia đình trong cái cộng đồng tiêu hóa trong nước. À, đó là người người trẻ, người già cũng làm công việc của người già chứ. Và thực sự đây thì là một số cái hình của cái hội nghị tiêu hóa châu Á thái Bình Dương ở Thái Lan tháng 12 vừa rồi. Ở đây là những cái hình mà thực sự ra nó chỉ là một cái vấn đề không phải là cái vấn đề gọi là mình tương tác giao lưu không đâu mà nó là một cái cơ hội để mà mình có thể gặp gỡ các giáo sư đồng ngành cái hình dưới cùng ba cái ông thầy già đó mỗi ông á là một lĩnh vực mà hễ nói ra trên thế giới nói tới cái chuyện đó là phải nhớ nữa cái ông này và đó là một cái cơ hội để mình làm tăng thêm cái cảm hứng của đội nhóm và thêm nữa đó là cái vấn đề mình sẽ có cái cơ hội kết nối để mình có thể làm việc được tốt hơn trong những cái dự án mà mình gọi là hợp tác quốc tế và cái công chuyện thì nó không chỉ là nó khô khan bởi vì bên cạnh đó thì mình có cái cơ hội để mình đi đây đi đó để mình cũng giao lưu thăm thú chứ nếu mình đi báo cáo thì chắc chắn ban giám đốc sẽ rất là ủng hộ thôi thành ra là nếu có giờ mời các bạn đi à, trên cái hình này cái hình bên trái vị thấy chỉ có cái ông thầy cái người già nhất là được mời ba người còn lại thì đi với cái dạng là travel grand award à, bệnh viện thì không có tiền nhưng mà nếu các bạn làm công bố và các bạn gửi đi và mình được cái uh, gọi là cái sự, sự hỗ trợ của mang tổ chức thì rất là quý thì ba bạn trẻ này đều có báo cáo đều có báo cáo poster or à, uh, được cái giải là một đô trong khoảng một đô để lo cho cái vấn đề đi lại và lo cho khách sạn thành ra bên cạnh đó thì mình thấy là cái hoạt động nó cũng phong phú chứ ngoài cái chuyện được chia sẻ với các thầy lớn được nghe các cái bài hay thì mình cái cơ hội là mình gì mình đi thăm thú những cái chỗ này chỗ kia đó tôi nghĩ rất là rất là vui thành ra tôi nghĩ rằng là cái vấn đề đầu tiên là tại sao mình làm tôi nghĩ rằng mình nghĩ cái vấn đề nó thoáng hơn và nó có nhiều cái chuyện nó cũng phong phú chứ không phải hoàn toàn là khô, khô khan của cái vấn đề khoa học. Thế thì trong một cái phần tiếp theo thì tôi nói về cái vấn đề ai có thể làm nghiên cứu. À, cái phần của thầy Tường thì cao quá thì đó là một cái chuyện mà ai cũng mơ ước đến không phải của Việt Nam. Đó là của cả thế giới khi mình bước vào cái thánh địa của New England Journal hoặc là Lancet. Tuy nhiên mọi chuyện nó phải bắt đầu từ cái bước đầu tiên Thế thì để mình nói được cái chuyện ai có thể làm nghiên cứu thì mình điểm qua các cái dạng phổ biến mà các bạn đồng nghiệp của mình có thể tham gia. À, cái phần đầu tiên là case report. À, cái ca lâm sàng đầu tiên là cái chuyện đơn giản mình có thể làm cá nhân. Cao hơn nữa thì mình có thể làm các cái nghiên cứu gốc, original paper. Và bên cạnh đó những cái phần tương tác và thảo luận thì mình sẽ có những cái phần chẳng hạn như là thư cho cái uh, editor hoặc là những cái phần khi mình có một cái kiến thức chuyên sâu hơn thì mình có thể làm những cái review hoặc là thậm chí là mình có thể chung tay với các cái chuyên gia trên uh, cái lĩnh vực đó để mình có thể công bố ra những cái đồng thuận để có thể hướng dẫn những cái đồng nghiệp trong chuyên ngành của mình và nếu như mình nhìn qua cái dạng phổ biến như vậy á thì có thể nói ngay rằng tất cả các bác sĩ của chúng ta ở đây đều có thể làm nghiên cứu được ít nhất mình có thể làm được một cái case support. và chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái bước đầu tiên của cái sự nghiệp viết lách của mình à, không có bước đầu tiên thì sẽ không có bước sau mình ngần ngại mình không bước thì không bao giờ mình đi tới mình phải bước và khi mình bước rồi đó thì nó sẽ tốt hơn bước như thế nào thì đương nhiên rằng là ngoài mình còn có các anh chị lớn mà tôi nói người trẻ đó có nhiều năng lượng lắm và có nhiều thời gian còn cái người mà có tuổi một chút là thấy toàn chuyện hành tránh không à thành ra các bạn nên tận dụng cái cơ hội đó và mình có thể tận dụng cái nguồn năng lượng của các đồng nghiệp lớn hơn ở cái khía cạnh là gì là cái kinh nghiệm và những cái à, trao đổi về cái vấn đề học thuật thì mình sẽ tiến được thế thì một cái điểm quan trọng nhất là cái đích cuối cùng của mình á là mình phải bắt đầu mình đi một mình nhưng mà mình phải tìm kiếm để mình xây dựng đội nhóm và cái bài của thị trường là một cái minh chứng rằng là mình có thể làm được một cái chuyện rất rất là lớn nếu mình có đội nhóm của mình vững vàng à và cái chuyện đó làm sao thì mình sẽ phải tìm cái người cùng đam mê thôi cái chuyện làm nghiên cứu trong nước thì mình đừng tính tới chuyện là mình có kinh tế mà nó phải là cái vấn đề à, gọi là đam mê và trên cái cơ sở như thế nào mình phải nhìn quanh thôi mình nhìn quanh có thể là trong khoa của mình là dễ nhất trong bệnh viện không trong chuyên ngành của mình khi mình đi tham gia các cái hội nghị chuyên ngành không và khi mình có những cái cơ hội mình đi ra bước ngoài thế giới giống mình bước ra khỏi cái đáy giếng mình có cơ hội gặp được những người lớn thì mình cũng sẽ có những cái cơ hội trao đổi thêm và tôi sẽ có một cái phố số phần minh chứng cho cái chuyện đó và với cái sự phát triển đội nhóm như vậy á, thì mình có thể giống như là mình che lưng cho nhau những cái thế mạnh nó sẽ được tỏa ra và trên cái cơ sở đó thì win win tất cả cùng có lợi bệnh nhân có lợi và tất cả chúng ta đều có thể tiến bộ được hết thế thì một cái điểm quan trọng nữa là như vậy á, thì bây giờ mình quyết định mình làm thì mình làm ở đâu mình làm cái gì và nên làm như thế nào thì điểm quan trọng nhất là chúng tôi nghĩ là cái sự cam kết của mình khi mình quyết định này là mình phải quyết định làm ngay chắc chắn là sẽ đâu đó trong cái thực tế lâm sàng mình sẽ có những cái chuyện mình sẽ làm và ở một cái vấn đề quan trọng của bác sĩ lâm sàng đó là ở những cái nước phát triển đó thì người ta có thể người ta xây tua chẳng hạn như là trong một cái cơ sở đó, đào tạo và nghiên cứu đó, thì có một số những cái người tức là họ xây tua từ cái cơ sở lâm sàng họ quay khoảng vài tháng họ vào labo họ làm và khi vô trong labo thì chỉ có việc là trong vài ba tháng đó thì chỉ lo cái chuyện mà nghiên cứu thôi và sau đó cái đảo ra đó, thì cái người làm labo sẽ ra làm lâm sàng và những cái người khác sẽ bước vào trong thực tế của mình thì mình không có chuyện đó mình tất cả mọi chuyện đều phải làm và cái cái chuyện quan trọng nhất là cái yêu cầu cốt lõi là mình phải khám và chữa bệnh và như vậy thì cái chuyện rất là quan trọng chúng tôi nói là nếu mà phải làm cái gì nếu mà mình quá bận rộn đi thì tôi nghĩ cái chuyện quan trọng nhất là mình nên tập trung vào cái thực tế lâm sàng của mình và cái phần đầu tiên rất là nhấn mạnh là này thì thường nói đó tức là vấn đề là cái điểm quan trọng nhất là mình xem thử là về cái vấn đề y học chứng cứ đó nó có cái gì nó chưa được vững nó không có chứng cứ hoặc nó còn chứng cứ ý kiếu mà mình nghĩ rằng mình có thể củng cố thêm cái chứng cứ đó và trên cái cơ sở đó thì chắc chắn nó sẽ ra được một cái vấn đề của mình và khi mà mình nói đến một cái vấn đề liên quan đến cái câu hỏi nghiên cứu đó thì mình có một số những cái kỹ thuật khác nhau nhưng mà tôi gợi ý mình có thể làm một số cái à, thường thường mình sẽ nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ phải kiếm một cái gì đó mới mà thế giới chưa có ít ra việt nam chưa có mà thường nó liên quan đến à, kỹ thuật xét nghiệm hay là máy móc nhưng mà cái chuyện đó thì đôi khi nó sẽ có một cái sự chậm trễ do một số những cái quy chế khó khăn của các bệnh viện. Nhưng mà bên cạnh đó, trong khó đôi khi nó ló cái khung. Nếu mình tìm được trong cái cũ của mình, mình sáng tạo hay là mình nghĩ ra một cái phương pháp mà mình có thể sử dụng những công cụ cũ và mình có thể làm được thì cái chuyện đó được xem là tuyệt vời và thậm chí nó cái tính áp dụng của nó nó còn cao hơn và được một cách tuyên dương một cách rộng rãi, có thể ứng dụng một cách rộng rãi hơn cả là những cái xét nghiệm có mới bởi vì cái chuyện đó cái mang cái tính ứng ứng dụng cao hơn và thậm chí một cái chuyện mà quý đồng nghiệp chúng tôi nghĩ là tất cả đều có thể làm được là tại vì mình sử dụng cái y văn thế giới rất nhiều à, tuy nhiên thì những cái thử nghiệm đó hay là những cái đánh giá hay là những cái phát đồ và thậm chí là những cái phân loại đó khi mà ứng dụng vào cái thực tế của mình tại chỗ đôi khi không chắc là nó sẽ giống như cái thực tế mà mình gặp được thành ra một số những cái nghiên cứu thẩm định trên cái cộng đồng dân cư của mình, à, cái cộng đồng à, bệnh nhân của mình á Thì nó cũng là một cái điểm mà chúng tôi nghĩ rằng nó có thể à, giúp ích cho mình Có được một số những cái kết quả à, tốt mà mình có thể đưa ra cái công bố Khi mình nói về cái vấn đề khi nào ở đâu và nghiên cứu như thế nào về cái gì đó Thì chúng tôi nghĩ rằng một cái điểm mấu chốt mà nó sẽ là một cái rào cản rất là lớn à, Rất là lớn, đó là cái vấn đề liên quan tới thời gian Thời gian ở đâu tôi sẽ làm À và nếu mình không trả lời được cái chuyện đó thì mình sẽ gặp gặp rất là khó khăn trong cái vấn đề mình thực tế mình làm hoặc là mình mời các cái đồng nghiệp của mình tham gia. Và cái điểm mà tôi, tôi muốn nhấn trên cái slide này á, là khi mà mình quyết định mình làm cái gì đó mình sẽ phải lưu ý đến cái quỹ thời gian để mình có thể thực hiện được nghiên cứu. Nếu mình có một cái đơn vị nghiên cứu gọi là chuyên chuyên nghiệp và chỉ tập trung vào vấn đề đó thì mọi chuyện nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà nếu mình vừa đảm nhận cái công tác lâm sàng và khám chữa bệnh và mình vừa phải làm tính tới cái chuyện nghiên cứu Thì chúng tôi nghĩ là nên nghĩ đến một số những cái vấn đề Mà mình có thể tích hợp cả hai trong một Một lần mình làm nhưng mà mình làm đúng quy chuẩn Thì mình sẽ ra được một số cái và mình sẽ không quá mất thời gian Và nó dẫn đến một cái chuyện là có khi mình không khả thi Trong cái thực tế lâm sàng của mình Thế thì bây giờ chúng tôi sẽ bàn à, một số cái quan điểm Về cái cách mình thực hiện như thế nào Thì đương nhiên mình sẽ có một số những cái bài báo cái dạng bài báo phổ biến và tôi sẽ đưa ra một số những cái à, kinh nghiệm bản thân của nhóm nghiên cứu mà chúng tôi nghĩ rằng đâu đó nó có thể giúp ích cho một số các đồng nghiệp ở đây đặc biệt là các đồng nghiệp trẻ và tôi sẽ bỏ nhiều thời gian hơn cho cái phần case report bởi vì đó là cái chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng luôn luôn mình đều có thể mình có thể suy nghĩ ra à, đây là một cái uh, case report thì chúng ta sẽ phải để ý tới cái chuyện tức là những cái vấn đề gì mình có bàn mà mình nghĩ rằng nó là hiếm hoặc là thậm chí là y văn chưa có đề cập đến thường thường nó là ít đề cập hơn là chưa đề cập thì thường đó là cái dạng mình thường gặp hơn tuy nhiên khi mình muốn chuyển đổi một cái vấn đề đó thành một cái ca lâm sàng mình có thể đăng tải được thì mình sẽ phải đứng ở cái khía cạnh của cái người tình duyệt editor và cái ông gọi là cái ông biên tập viên đó thì cái learning point của cái bài báo này là gì cái ca này từ cái ca này nó có cái gì đặc biệt và nó có cái gì khác so với những cái ca khác mà người ta có thể học được hay không còn nếu như mà mình theo cái chủ nghĩa là b Too á tức là anh cũng vậy, tôi cũng vậy thì cái khả năng cái tính gọi là à, thực tế cái ca này có thể được đăng tải trên những cái tạp chí mà được được một tí xíu, đôi khi nó sẽ là hơi khó khăn. Để chuẩn bị cho cái ca đó thì mình sẽ phải chăm chút năng chút xíu và thường thường nó sẽ phải thuyết phục được là đúng đó là một cái cái ca lâm sàng mà người ta không nghi ngờ gì về cái chẩn đoán xác định của nó. Và mình sẽ phải có một cái thời gian mình theo dõi và đánh giá bệnh nhân một cách tròn trịa À, từ đầu đến cuối, đến cái phần kết cục và mình sẽ phải nhớ một cái chuyện quan trọng là mình sẽ phải lấy cái đồng thuận của bệnh nhân tại khi mình đăng mà, thì mình sẽ phải có cái đồng thuận của bệnh nhân, đặc biệt là khi mình đăng tải những cái vấn đề liên quan đến cái hình ảnh à, của bệnh nhân thì à, ngoài cái chuyện phải che đi, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ phải à, lưu ý tới cái vấn đề là mình sẽ lấy cái đồng thuận của bệnh nhân. Còn một số những cái điểm mà các đồng nghiệp trẻ có thể chưa quen lắm, chẳng hạn như vậy thì em nên đăng báo nào, à, rồi mình sẽ làm cái format như thế nào thì thường thường ở trên mỗi cái tạp chí thì trong cái trang đầu tiên nó sẽ có cái link để vô cái hướng dẫn cái cách mình sẽ trình bày một cái bài như thế nào và nó có thể có một số những cái điểm khác biệt nhỏ giữa các cái bà, tạp chí khác nhau còn về cái vấn đề nó đăng báo nào đó thì cái này mình nên hỏi thêm ý kiến của các đồng nghiệp lớn à, có kinh nghiệm hơn bởi vì người ta sẽ quen và người ta sẽ nhìn nhận là mình ta sẽ đoán được cái khả năng với cái bài cái ca này đó thì cái cái, cái cái tạp chí nào có thể người ta sẽ chấp nhận được à cái phần đó mình có thể truyền trình trên cái cái tạp chí trên cái website mình coi cái journal scope nhưng mà nhấn mạnh trở lại một cái điểm rất là quan trọng là cái kinh nghiệm của cái người đi trước nó sẽ giúp ích rất là nhiều chứ không chỉ là những cái thông tin mình coi trên cái tạp chí đó đâu đây là một cái ví dụ của một cái ca lâm sàng của một hội chứng Bush series gia đình thì rất nổi tiếng về cái vụ bụng to bụng bán và kể cả miền miền tây thành phố gần gần các bệnh viện lớn đôi khi cũng gửi qua bệnh viện gia đình bởi vì bên này nói là nổi tiếng về cái vụ bán bụng và một số trường hợp được chẩn đoán sơ gan nhưng mà rút cuộc vô thì mình không phải là sơ gan và đây mình phát triển được nhờ cái chuyện là cái đánh giá kinh nghiệm lâm sàng tốt hơn và mình có một cái sự hỗ trợ rất mạnh của đơn vị căn thiệp mạch dsa và trên cái ca lâm sàng này mình sẽ thấy là một số cái đồng tác giả là anh thảo bên chẩn đoán ảnh hay là anh luân bên gọi là dsa và trên cái cơ sở đó thì với một cái sự phối hợp của đa chuyên khoa mình có thể ra được một số những cái uh, những cái kết quả rất là tốt nha đây là một số những cái hình ảnh uh, trong cái ca lâm sàng mình thấy và uh, cái điểm quan trọng như mình đã nói tức là linin point nó là cái gì ha thì cái ca này thực sự ra đó thì uh, ngoài cái chuyện bán bụng thì một số những cái biểu hiện là giống như bệnh nhân có phù chân và có vàng da giống như một ca sơ gan như vậy đó thành ra đây là một cái điểm mà có thể đưa ra để mà có thể giúp ích cho các cái đồng nghiệp khác ở các bệnh viện khác người ta lưu ý tới cái 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 trường hợp này và với cái mức độ của cái ca này thì nó đăng trên Medpharmnet là phù hợp à, nước ngoài thì có nhiều hơn à, tuy nhiên trong nước thì ít có thành ra đây là một cái tạp chí tốt cho đến hiện tại thì Medpharmnet vẫn là một cái tạp chí mà chúng tôi nghĩ rằng đang được kiện toàn và là một trong những tạp chí bình duyệt rất là nghiêm túc và khi các đồng nghiệp gửi về thì chúng nghĩ là mình sẽ có nhận được nhiều cái comment mang tính chất xây dựng À, rất là tốt. Và bên cạnh đó mình cũng có số một số cái niềm vui chẳng hạn đây là cái um, gọi là cái cảm nhận của bệnh nhân ha. Mình sẽ thấy là một năm vừa qua các bệnh nhân đi lanh quanh nhiều bệnh viện và cái gọi như cái tình trạng của bệnh nhân không đỡ được tới đâu hết trên cho đến khi bệnh nhân đặt được đặt cái stent và giải áp và vấn đề bệnh nhân được giải quyết rất là nhanh cái triệu chứng phù bán giảm rất là nhanh sau 3 ngày và tôi nghĩ cái cảm nhận này là một cái chuyện rất là quan trọng và nó đem lại cái nguồn cảm hứng cho những cái người mà làm ca lâm sàng này để mình có thể tiếp bước mình làm thêm những cái chuyện khác. Tại sao mình không chia sẻ cái kinh nghiệm này cho các đồng nghiệp của mình ở các cái bệnh viện khác để người ta có thể à, giúp ích cho bệnh nhân? Và đây là một cái ca lâm sàng à, khác của một đồng nghiệp trẻ à, bác sĩ tiến lúc đó là nội trú năm ba. Mình thấy rằng là các đồng nghiệp trẻ mình có thể làm được nhiều thứ. Và trong cái ca này là một cái trường hợp xuất huyết tiêu hóa ở ruột non. Và mình thấy trong cái nhóm can thiệp à, nhóm à, động tác giả này nó có nhiều khoa lắm: à, nội tiêu hóa, ngoại tiêu hóa, nội soi, à, ngoại tiêu hóa. À, chẩn đoán hình ảnh ở đây là mình sẽ thấy là có can thịt mạch luôn à, thì đây là một cái nghiên cứu mà ca lâm sàng mà nó có một cái đặc thù tức là cái ca này là suốt cái tiêu hóa ồ ạt à, chảy máu và truyền máu rất là nhiều lần mà tính cả soi dạ dày rồi sau đó soi đại tràng cũng không ra soi ruột non thì mình thấy được cái tổn thương Càng thiệt mạch sau đó chảy máu trở lại và rút cuộc là cái hình ảnh soi trong mổ mình thấy cái tổn thương dialofa tất cả những cái hình ảnh đều rất là thuyết phục kể cả cái giải phẫu bệnh mình thấy là cái hình ảnh của cái cái tổn thương dị dạng mạch mà nó nằm ngay ở niêm mạc chụp rất là đẹp của bác sĩ thắng thì nó tất cả những cái chuyện đó quay lại một cái vấn đề liên quan tới cái chuyện này anh tường nói là gì là thực sự cái nguồn mình có và mình phải làm việc cùng với nhau và mình sẽ chọn đúng cái gọi là cái 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 điểm mà mình có thể mình có thể công bố được thì nó rất là tốt và gần đây đầu năm nay là một cái bài báo à, đăng tải trên một cái tạp chí ở cái gọi là một cái um, một cái có một cái nhóm uh, reader một cái nhóm uh, người đọc cao hơn đó là cái tạp chí ca lâm sàng của hội tiêu hóa mỹ thì mình sẽ thấy trên cái này nó có một cái điểm hơi lạ lạ tí xíu là có một cái ông tên là nicola talley tại sao ông nằm đây đây là một ông giáo sư hàng đầu thế giới về cái lĩnh vực này và với một cái bệnh gọi là À, bệnh viêm dạ dày ruột mà tăng estrogen thì nó không phải là một cái chuyện thường gặp ở Việt Nam và đây là một cái ca khó và à, nhóm nghiên cứu mời giáo sư giống như là một cái người tham vấn cho vấn đề điều trị và sau khi mình điều trị thành công đó thì mình nghĩ tới một cái chuyện là mình viết thành một cái ca lâm sàng câu hỏi rằng là vậy thì cái ca này có gì mới để mình có thể công bố và chia sẻ với các đồng nghiệp và mình chọn đúng cái tờ báo này à thì mình thấy rằng à, đây là một số cái hình để mình thấy mấy cái phần cái cái biểu đồ phía trên và cái hình ảnh để minh chứng cho một cái chuyện là mình cần phải một cái sự theo dõi đường dài rất là kỹ lưỡng bệnh nhân mình có những cái hình ảnh giải phẫu bệnh mà các đồng nghiệp bên giải phẫu bệnh người ta có thể cung cấp rất là đẹp và ở cái phần summary á tức là cái phần mà đúc kết á, cái lên point ở đây á thì một điểm rất là quan trọng mà cái ca này nó khác các ca lâm sàng khác trên thế giới là nó là viêm dài dày ruột cho tăng isofin nhưng mà nó bị từng đoạn và hướng lên đó là điểm đặc thù thứ nhất và điểm đặc thù thứ hai của Việt Nam đó là cái trường hợp này là có thêm những cái vấn đề bệnh nhân bị lao tiềm ẩn và kể lỗi cả viêm gan siêu vi à, B giai đoạn không hoạt động nhưng mà nếu như mà điều trị giống như ở các nước phương tây thì nó sẽ bùng phát lên bằng những cái ca như thế này thì phải điều trị phải chẩn đoán và điều trị những cái vấn đề đó trước trước khi mình có thể điều trị ức chế miễn dịch cho, cho bệnh nhân và đó là một cái lý do tại sao mà cái ca này mình chọn được cái tạp chí này để mình đăng tải tôi nghĩ rằng đó là một số những cái điểm để mình tính toán để mình có thể đăng bài. <laughs> rồi tới bây giờ mình sẽ bàn đến một cái chuyện nó sẽ cần cái vai trò của đội nhóm hơn đó là vấn đề về cái à, nghiên cứu gốc thì như mình đã nói một số nghiên cứu gốc thì có thể là mới thực sự hoặc là tìm mới trong cũ hoặc là mình thẩm định một cái dân số và à, khi mà thực hành đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện mà khó khăn nhất của các đồng nghiệp đó là cái vấn đề cái thời gian cho nghiên cứu khi mà mình quá bận rộn với cái công tác lâm sàng và trực gác và ngoài ra thì một số cái thì đôi khi mình đăng được cái tạp chí mà không cần đóng phí nhưng một số tạp chí open access nó không phải là báo dở đâu. Nhưng mà nó là một cái dạng à, gọi là báo mở và nó cần phải có kinh phí cho chuyện đó. Thì đó là một số những cái điểm mình sẽ phải vượt qua. Thế thì cái thời gian để dành cho nghiên cứu chúng tôi nghĩ là nếu mình ít thời gian mình vẫn có thể làm được. Nhưng mà như đã nói tức là mình sẽ chọn cái câu hỏi nghiên cứu đúng là cái vấn đề thắc mắc và vấn đề chưa được giải quyết với những cái khuyến cáo và những cái chứng cứ còn chưa đủ mạnh để mình có thể giải quyết ngay trên lâm sàng. Thì với một cái sự đồng lòng của các bác sĩ, trong cùng một cái đơn vị như vậy làm việc đúng theo một cái à, gọi một cái protocol thống nhất thì chắc chắn nó sẽ ra một cái kết quả mà mình sẽ không có tốn quá nhiều công không quá nhiều cái thời gian để làm cho nó bên cạnh cái thời gian mình công tác lâm sàng à và nếu mình không để ý tới chuyện này thì chắc chắn là cái nhóm nó sẽ có khả năng gãy và cái kết quả nghiên cứu nó sẽ không đạt được đây là một số những cái nghiên cứu à, một số cái ví dụ mà mình có thể đặt ra chẳng hạn như là xuất huyết tiêu hóa do lét dạ tràng các bạn biết rằng là nó phổ biến quá rồi nhưng mà mình có nhiều thang điểm và như vậy thực sự ra thì cái chuyện đặt ra rằng là cái thang điểm người ta đưa ra đó nhưng mà nó đâu có được thẩm định trên cái dân số việt nam đâu như vậy thì mình có thể nào mình thẩm định để xem thử nó có thể ứng dụng và nó có giá trị trên dân số việt nam hay không hay gần hơn thì mình có thấy là cái mục số 2, tức là cái số hít tiêu hóa dưới gần đây nó nổi trội lên ở cái thời điểm tụi tôi làm thì bắt đầu nổi trội lên nhưng mà mình chưa có cái nhiều cái gọi là cái công cụ để mình có thể ước đoán cái mức độ nặng thành ra thì mình có thể tính tới một cái chuyện là mình liệu mình có thể xây dựng và mình thẩm định một cái thăng điểm tại chỗ của mình hay không thứ ba mình có thể làm một cái vấn đề liên quan đến một cái chuyện khác à một cái chuyện mà uh, ít có cái thế nào mà một số những bệnh viện khác có thể làm được và mình phải tận dụng cái thế mạnh của bệnh viện đa khoa của mình ví dụ mình nói là gợt thì đúng là tiêu hóa rồi thai bên chỗ thầy thương thì đôi khi hai bên cũng không gặp nhau mấy nhưng mà đôi khi nó là chính cái chuyện ít gặp nhau quá thành ra cái vấn đề đôi khi một số cái câu hỏi nó không được giải quyết mà đôi khi vấn đề đó lại là rất quan trọng với người bệnh đặc biệt là trên những cái đối tượng mà có nhiều cái nguy cơ mà mình không dám dùng thuốc cho bệnh nhân bởi vì nó nguy cơ trên mẹ và nguy cơ trên thai rồi thế thì cái vấn đề mà xây dựng đội nhóm đó, mình làm sao thứ nhất thì tôi nghĩ rằng cái chuyện quan trọng nhất là mình gặp nhau mỗi ngày trong bệnh viện à hoặc thậm chí là mình nghĩ đến cái chuyện các khoa liên quan ví dụ như hồi nãy mình đã nói đó nội tiêu hóa thì liên quan ngoại tiêu hóa chẩn đoán hình ảnh nội soi can thiệp mạch vân vân nhưng mà đôi khi nó cũng là một số những cái kho khác đôi khi mình ít nghĩ chẳng hạn như là giữa nội tiêu hóa với sản chẳng hạn vậy à, và đôi khi mình phải dựa trên cái mối quan hệ ngoài bệnh viện thật ra thì ngoài bệnh viện là gì tức là à, khi mình đi hội hè đó thì mình sẽ có những cái bạn đồng nghiệp khác ở những cái bệnh viện khác mình cũng có những cái người làm việc chung trong cuộc hội, hội hoặc là khi mình đi ra ngoài giao lưu với thế giới mình cũng có những cái số những cái một số những cái quan hệ giống như là một số cái hình ảnh mà chúng tôi chia sẻ và bên cạnh đó đôi khi những cái chuyện đôi khi cũng không ngờ nữa chẳng hạn như là vấn đề quan hệ về xã hội hay cộng đồng những cái chuyện đôi khi mình không nghĩ lắm liên quan đến y khoa của mình cũng có thể giúp đỡ cho mình rất là nhiều và tôi sẽ minh họa những cái chuyện đó <laughs> đây là một cái nghiên cứu mà mình bàn về cái vấn đề tức là cái thói quen ăn xong cái nằm ngủ liền mà hóa ra nó là một cái yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh trầm người dịch thực quản ở phụ nữ có thai à, một lần nữa là một cái chuyện mình nghĩ là cái chuyện nó nghe nó phổ biến quá nhưng mà rút cuộc chứng cứ nhìn ra thì là không có và chính vì vậy á lại là quay là một cái chuyện rằng là nhân gia đình là một cái chỗ rất là tốt khi mà có một cái sự cái bệnh viện có một cái sự thân tình giữa các khoa và đây là một cái công trình nghiên cứu mà của nội tiêu hóa phối hợp với bên à, à, khoa sản à bên bệnh bệnh sổ cái phòng khám khám thai đó của chỗ của à, bác sĩ lý và bác sĩ tuấn anh và lúc đó chị thanh tuyền nữa để mình có so thể phối hợp với nhau và mình sẽ ra được cái này Tại vì đây là một cái chuyện rất là quan trọng mà nó có thể giúp ích cho mình trong cái vấn đề thực tế à, thì cái kết quả nghiên cứu cho thấy rằng nó có liên quan thực sự và thậm chí nó là có thể liên quan tới một số những cái vấn đề làm cho bệnh nhân mất ngủ và đêm nữa và một cái điểm rằng là mình nghĩ là nó có vẻ như nó thông thường quá nhưng thật sự ra thì chứng cứ thế giới nó thiếu chính vì vậy một cái điểm cũng rất ngộ ngộ tức là trên cái MetScape á, thì cái bài của nhóm được sử dụng để cấp CME cho bác sĩ mỹ tôi không biết được cái bài này nhưng mà một đồng nghiệp ở bạch mai họ à, coi cái bài này sau đó họ gửi vô và họ cũng nói là rất là vui và rất là tự hào vì hóa ra Việt Nam của mình cũng cung cấp cung cấp được một số thứ và thực sự rằng là gì đôi khi những cái chuyện mình nghĩ có vẻ như nó là đương nhiên nhưng mà chứng cứ nó là thiếu và thành ra là đôi khi cái câu hỏi nghiên cứu nó nằm đâu đó trong cái thực tế lâm sàng của mình thôi chứ nó không phải là ở đâu quá xa và đôi khi mình nói đến cái quan hệ trong cùng cái chuyên ngành ngồi bệnh viện đôi khi nó cũng giúp ích chẳng hạn như đây là một cái nghiên cứu thẩm định cái gps tức là thang điểm platform cổ điển đó nó gọi là nó nhiều thông số thành ra trong một thời gian trước khoảng hai 2015 nó có một cái gọi là modify bcs gọi là modify go tức là một cái thang điểm nó tinh gọn hơn nhưng mà thực sự ra thì ứng dụng việt nam thì chưa biết tại nên lúc đó thì cái nhóm của gia đình mới mời thêm là ban bình đa khoa đồng nai trương vương và nguyễn tri phương thì các đồng nghiệp ngồi chung lại với nhau để mình thẩm định là cái chuyện này thực tế là cái chuyện mình làm thường ngày thôi mình đâu có làm cái gì khác biệt nhưng mà mình làm chung với nhau theo một cái protocol thống nhất à, kết quả thì nhìn thoáng qua tí xíu thôi mình không nên đi vào chi tiết nhưng mà thật ra thì mình thấy là cái hình bên trái là mình thấy modify cái plasgo thì nó bớt được những cái thông số của cái phần full ở phía dưới tức là bớt đi một số những cái chuyện mình thấy là những cái bệnh lý mạng tính tiêu phân đen này ngất và nhìn qua bên này thì một cái điểm mình sẽ thấy rằng là tổng cộng trở lại thì mình có khoảng 400 bệnh nhân thôi. 400 thì một trung tâm làm cũng hơi mệt, khoảng 5 nhưng mà nếu mà năm sáu bệnh viện làm thì tính ra cái công chuyện nó nhẹ lắm mà nó vui nữa tại vì là làm chung với nhau ít thôi mà rốt cuộc là ra được cái đa trung tâm mà khi ra được đa trung tâm thì đôi khi lại được một cách nhìn nhận à, tốt hơn là bởi vì sao à cái tính gọi là thẩm định cái giá trị của nó có thể được sử dụng một cách rộng rãi đây là một cái công trình nghiên cứu khác mà chúng tôi xây dựng và thẩm định cái một cái thang điểm để ước đoán cái mức độ nặng của số tiêu hóa dưới tại cái thời điểm đó thì ít cái nghiên cứu lắm và nó không có nghiên cứu nào Việt Nam hết Châu Á cũng không có luôn thành ra chúng tôi làm một cái nghiên cứu đầu tiên là làm hồi cứu tại chợ đẩy trên khoảng 474 ca và sau khi mà làm hồi cứu rồi đó thì chúng tôi mời à, tất cả là mình nhìn ở đây là bảy bệnh viện tôi mời một hai ba bốn năm sáu bảy a bảy bệnh viện từ nam chí bắc và các đồng nghiệp à, tham gia vô để mà thẩm định cái thang điểm này coi thử nó giá trị hay không mình thấy khoảng 400 k mà tính ra mỗi bệnh viện thì cũng không nhiều lắm và thực sự ra thì một cái nghiên cứu mà xây dựng xong phải thẩm định thì nó mới ra được cái chuyện gọi là thực tế mình có thể ứng dụng hay không à, thì đây một số cái công trình bên trái mình thấy là cái aoc là không phải tức là cái thang điểm xây dựng và, báo, và bên phải của mình là aoc tám mươi tức cũng thân. rất là tốt bộ cái của cái nhóm uh, gọi là thẩm định đó. thì cho thấy rằng đây là một cái thang điểm tốt mà mình có thể sử dụng cho việt nam mà mình thấy rằng là làm chung với nhau thì cái công việc nó nhẹ nhàng hơn và thực sự thêm bạn thêm bè mà cũng rất là vui à, trong cái hội chuyên ngành mình làm việc với nhau đôi khi cái chuyện nó cũng giúp ích cho mình ạ à. ví dụ như đây là một cái đánh giá về cái tình trạng ung thư dạ dày mình biết là ung thư dạ dày việt nam chẩn đoán hầu hết là trẻ nhìn cái hình này đó tính ra nó là 12 bệnh viện lớn trên cái hình này chúng ta thấy là tôi minh họa là cái màu xanh với màu đỏ màu xanh tức là bệnh viện trung ương à, màu xanh là bệnh viện à, à, tuyến thành phố chẳng hạn như gia đình của mình đó, mà có uy tín hoặc là cái màu đỏ là của bệnh viện trung ương trải từ bắc tới nam mình có 12 bệnh viện mà tính ra cái cái tỷ lệ phát hiện ung thư sớm đó, nó chỉ có 4% và cái vấn đề đặt ra là mình có thể làm được cái gì tốt hơn để mình có thể giải quyết được tình trạng này không và sau đó thì khi mà làm tổng kết thì tôi tôi cũng ra được một cái bài báo làm chung với nhau rất là vui và kết quả ra cũng ra được một số những cái chuyện mà cụ thể chẳng hạn những cái vấn đề đơn giản chẳng hạn như là mình chỉ cần chuẩn bị bằng cái thuốc tan bọt trước khi nội soi không nó có thể làm tăng gấp đôi cái khả năng chẩn đoán ung thư dạ dày sớm hoặc là cái vấn đề mình sử dụng những cái uh, phương pháp chẩn đoán hình ảnh với hình ảnh tăng cường thì tất cả những cái thông tin này thấy vậy nhưng mà nó sẽ giúp ích cho mình có những thứ mình có thể thay, dựng, uh, thay đổi được ngay chuẩn bị dài dài mình có thể thay đổi được ngay và mình có thể làm tăng để cái tỷ lệ phát hiện sớm còn cái vấn đề mà gọi là sử dụng máy tốt hơn đó là một cái cơ sở chứng cứ thực sự để mình có thể à, xin băng giám đốc để có thể trang bị cho mình cái máy móc tốt hơn có những thứ mình có thể làm được liền và có những cái thứ mình có thêm cơ sở để mà mình có thể thuyết phục các cái nhà quản lý có thể giúp cho mình trong cái vấn đề chẩn đoán và điều trị bệnh tốt hơn à, quan hệ quốc tế rất là quan trọng à, chúng ta thấy rằng là nếu mà không có quan hệ quốc tế như cái bài đầu tiên Uh, tưởng nói thì mình sẽ khó có thể bước ra được và đây là một cái uh, no, like uh, to cái to khảo to sát mà chúng tôi to mới to làm to ở vùng khu vực to đông to nam á trên 10 nước to đó là cái vấn đề chẩn đoán hp bây giờ mình kháng thuốc nhiều lắm thế thì bây giờ các nước làm sao à thì đây là một cái nghiên cứu trong khu vực đông nam á mà nếu như mình không có một cái liên kết với các đồng nghiệp trong khu vực thì mình sẽ không làm được Đôi khi mình lead cái nhóm này Nhưng mà đôi khi họ có thể mình mời mình tham gia Để mình có thể lead cái đấy và đây là một cái công trình công bố gần đây cái này là cái đề tài à, đăng ký cấp cơ sở của bệnh viện nhân dân gia đình mà à, năm ngoái thầy hòa làm cái chủ tịch hội đồng và đã phê duyệt à, và đôi khi cái quan hệ xã hội và công chúng nó cũng giúp ích cho mình rất là nhiều à, ví dụ như là đây là một cái đồng thuận mà tụi tôi làm cho khu vực đông nam á và trong đồng thuận này nói là về cái gợt nhẹ và ngợt trung bình thì đầu tiên phải thay đổi lối sống trong đó thì kể tới cái chuyện là tránh ăn đêm tránh uống rượu bia và hút thuốc lá vân vân nằm ngủ thì tránh có gọi là nằm ngủ kê cao cái đầu nó bệnh nhân có triệu chứng về đêm nhưng mà thật ra mình nhìn lại thì nó rất là chung chung và nó không có cái gì đặc thù riêng cho việt nam đôi khi mình việt nam mình có những cái đồ ăn thức uống riêng chứ và các cái bệnh nhân mà đến với bệnh viện thì nó khác còn cái trong cộng đồng thì mình không có cái dữ liệu thành ra tính như vậy thì tụi tôi mới làm một cái nghiên cứu và cái khảo sát này thì à, năm vừa rồi thì bác sĩ giám đốc làm chủ tịch hội đồng của nhóm nghiên cứu và tụi tôi làm một cái khảo sát à, đánh giá về cái thói quen ăn uống sinh hoạt của người việt trong cái vấn đề ảnh hưởng trên cái triệu chứng trào ngược và mình có một cái điểm khác biệt đây là cái đối tượng không phải là đến đến bệnh viện mà đối tượng là trong cộng đồng dân cư để mình có thêm cái chứng cứ và cái kết quả nghiên cứu đó thì à, gần đây được đăng trên một cái tạp chí q một và mình thấy rằng là mình khảo sát được một số lượng rất là lớn 4.400 là một cái số liệu mà rất là khó thực hiện và nhóm nghiên cứu không thể thực hiện được nếu mình không có một sự trợ giúp của rất nhiều các cái à, bạn bè không phải là đồng nghiệp không bạn bè trong những cái lĩnh vực gọi là truyền thông chẳng hạn như báo tuổi trẻ trong cái vấn đề liên quan đến những cái gọi là những cái uh, forum chẳng hạn như y học cộng đồng và bên cạnh đó có rất là nhiều các cái đồng nghiệp của các chuyên ngành khác không cả Việt Nam nếu mình nhìn kỹ thì à, à, nãy tôi có nói với thầy thương thì ở đây có hot boy của bệnh viện luôn là có thầy thương tham gia nữa tôi cũng mời thầy thương và mời thầy thương không là chỉ có một cái facebook của thầy thương thôi là ngày hôm trước ngày hôm sau là nhóm thêm được mấy trăm vote luôn rất là hiệu quả rồi cảm ơn thầy thương rất là nhiều thì chúng ta thấy rằng là đó một cái ví dụ cho thấy rằng là gì mình có thể tận dụng đôi khi những mối quan hệ mà mình nghĩ rằng là các bạn chỉ giúp một tay thôi mà đôi khi nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều trong cái vấn đề mình có thêm được cái chứng cứ để mình xây dựng các cái khuyến cáo cho mình tốt hơn về cái letter to the editor thì mình ít quan tâm nhưng thực sự ra nó cũng giúp ích cho mình bởi vì nó là một cái sự tương tác và để mà làm được chuyện đó ít ra là mình sẽ có một chuyện là mình cũng phải có một số những cái am hiểu và có một số công công bố về lĩnh vực đó và nếu được thì mình nên mời các cái đồng nghiệp khác cũng có những cái kinh nghiệm để mình đứng chung với nhau thì cái tiếng nói nó sẽ cùng nhau mạnh hơn bởi vì dù gì đi nữa thì nó vẫn là một cái bài báo à, mặc dù là không chỉnh chu như original paper nhưng nó cũng được xem xét và nó vẫn phải được một cái sự bình duyệt À, ví dụ như đây là một cái bài báo mà liên quan đăng trên một cái tạp chí là IF là 19 chín, à, mặc dù là letter thôi nhưng mà nó cũng rất là đó, đó rất là nghiêm ngặt và trong cái này là cho cái nhóm châu Âu họ nói là teo niêm mạc nhẹ đó, à, hay là trung bình thì ở hăng vị thì không cần phải kiểm tra không có nguy cơ ung thư nhưng mà ở Việt Nam chúng tôi thấy khác, mà ở Nhật Bản thấy cũng khác luôn. Thành ra là mới mời chung một nhóm các cái đồng nghiệp mà có nhiều uy tín trong cái lĩnh vực này chúng tôi viết một cái bài báo và họ chấp thuận và bên kia là họ cũng đồng ý rằng là đối với khu vực của châu Á đôi khi cái chuyện mình sẽ phải khác hay một cái ví dụ khác đây là cái đồng thuận của vùng 5 năm năm à, của châu Á về cái hội chứng của thích và họ uh, đánh giá về cái chuyện họ sợ nhất là sót ung thư đại tràng thì họ đưa ra cái khuyến cáo là họ sẽ quan tâm đến cái triệu chứng báo động để mà họ đánh giá nhưng mà thực tế ra đó thì cái chứng cứ tại chỗ của châu Á cho thấy là cái này nó không có nhạy và trên thực tế là đôi khi mình sẽ phải sử dụng một số công cụ khác mà trước đó tụi tôi đã thẩm định ở trên Việt Nam thì cho thấy là một số những cái công cụ đơn giản chỉ dựa trên những cái đặc điểm lâm sàng chẳng hạn như tuổi giới hút thuốc lá và cái tình trạng à, tiền căn gia đình ung thư mà đôi khi mình sẽ lọc ra và nó bổ trợ cho cái à, triệu chứng báo động rất là nhiều và cái này mặc dù là cái bài báo cái bài letter của mình là mình comment trên một cái consensus nhưng mà vẫn được xem xét bởi vì đó là một cái chuyện mà thực sự ra họ cũng phải công nhận rằng là một cái điểm nó cần thiết trong cái thực hành lâm sàng của mình và một số những cái điểm nữa là liên quan đến cái review hoặc là <laughs> meta analysis hoặc là guideline thì nó còi hỏi một cái kiến thức sâu rộng hơn và đặc biệt nữa đó là nó cần phải có một cái sự kết nối với các đồng nghiệp mình phải có đội nhóm mình làm cái này thì nó sẽ dễ dàng hơn à, mình lại sẽ làm như thế nào thì nó sẽ tùy cái lĩnh vực mình nói đôi khi cái chuyện mình có thể mình sẽ tổng hợp trên một cái lĩnh vực mà đặc thù trên dân số của mình thôi chẳng hạn như là hội chứng một kích thích mà một cái scoping review tức là một cái đánh giá mà trên cái cộng đồng dân chư của mình là thôi hoặc là mình bước ra khỏi việt nam mình có thể nói đến một số những cái vấn đề là liên quan đến những cái chuyện thực hành khác à, trong cái khu vực châu á hoặc là thậm chí nếu mình có những cái kinh nghiệm nhiều hơn mình có thể mời một số những cái đồng nghiệp mà họ giỏi trên thế giới và có thể bước chung với nhau những cái quan điểm tổng hợp của mình về những cái vấn đề tổng hợp mà mình có thể đúc kết từ y văn thế giới kể cả phương đông và phương tây và đôi khi câu chuyện nó cũng chỉ không dừng ở đó nếu các bạn trẻ mà có cái ham thích thì đôi khi mình có thể trao đổi với các cái người lớn hơn à, và mình có thể đứng ra chủ động mình có thể viết một bài ví dụ đây là một đồng nghiệp trẻ của tôi cũng đang ngồi ở hội trường mình thấy rằng là các bạn cũng rất là giỏi và có thể hoàn thành được một số những cái vấn đề mình nghĩ rằng rất là thử thách và với một cái sự giúp đỡ của các cái đồng nghiệp lớn tuổi hơn để mình có thể có một số những cái công bố mà cái dạng review như vậy và hơn nữa thì mình sẽ thấy rằng là khi mình có một cái tiếng nói nhất định thì đôi khi mình có thể làm được một số những cái điện lớn hơn nữa ví dụ như trên cái hình này thì các bạn có thể thấy là một số những cái guideline mà chúng tôi có thể gọi là chấp bút để hỗ trợ cho cái cái nhóm năm 2022 của hội tiêu hóa Việt Nam đưa ra cái công bố về cái khuyến cáo tiền trừ HT mình có thể có những cái công bố của vùng và gần đây hơn á, thì năm đầu năm ba thì nó cũng là một cái vinh dự mà tôi nghĩ rằng là một cái chuyện cũng rất là vui tại vì đó là màu cờ sắc áo của Việt Nam thì là đại diện châu Á thì mình có hai có tôi và một mà, mà giáo sư nữa của Singapore thì đứng chung trong cái phần mà viết cái guideline về tiệt trừ HP của hội tiêu hóa thế giới thì là đôi khi cái duyên nó sẽ đến nhưng mà mình sẽ phải cố gắng và còn lại thì nó tất cả mọi chuyện nó sẽ là vấn đề thời gian khi mà mình kiên định để mình à, tiếp bước và một số những cái điểm mình nói về phân cũng là một cái chuyên chuyện mà quý đồng nghiệp sẽ quan tâm mình có những cái phân từ à, từ sở y tế từ bộ y tế hoặc là bộ khoa công nghệ hoặc là ít hơn là mình có ở trường của bệnh viện à, nhưng mà đôi khi cái chuyện nó hoàn toàn nó không phải là khả thi tất cả và ở đây thì chúng tôi nói tóm tắt là đôi khi mình sẽ có kiếm được một cái nguồn mà đôi khi mình cũng không ngờ đó là đôi khi nó là từ các hãng dược hoặc là trang thiết bị y tế mà một cái điểm quan trọng rằng là gì đôi khi mình đừng nói rằng là cái gì có lợi có họ mà họ mới làm ví dụ như trong này tôi nói về một cái chuyện là cái thời gian trào ngược đôi khi nó lại liên quan đến cái vấn đề liên quan tới trầm cảm cái chuyện nó chả liên quan gì thuốc men hết nhưng mà cái nghiên cứu này nó được tài trợ với một công ty về thuốc và trong cái phần mà gọi là uh, uh, À, gọi là mình công khai đó thì các bạn sẽ thấy rằng là cái cái người tài trợ đó không can thiệp hoàn toàn không can gì gì vào trong cái quá trình mình thiết kế cũng như mình công bố như vậy thì cái bài học bài cái bài báo của mình hoàn toàn nó mang cái tính khoa học thực sự và vấn đề rằng là gì là các bạn nên nghĩ đến họ và cứ mở lòng đi đôi khi họ có cái quỹ đó mà mình không xài cái tự nhiên cái họ trả về Việt Nam không dùng họ đổi qua nước khác họ dùng thì nó tiếc đi và cũng đôi khi là mình có thể mình dùng một phần của đơn vị cơ sở của mình chẳng hạn như cái bài báo này tôi tôi lấy một phần từ cái quỹ của đại học của thành phố hồ chí minh nhưng mà tụi tôi muốn đăng đây là một cái báo tốt quy một à và tụi tôi muốn là nó có nhiều cái đồng nghiệp có thể nghe có thể dự có có thể xem được hơn và không cần phải đóng phí thì cái này trong trường hợp này tụi tôi nhờ astrazeneca và cũng trả liên quan gì thuốc men nhưng mà họ cũng rất là sẵn lòng thành ra chủ động mở lời và không được thì thôi mình đâu có mất gì đâu và để kết luận trở lại cái bài trình bày thì chúng tôi xin đưa ra một số những cái điểm ấn chính như sau. Thực ra thì mình nói đến cái nghiên cứu khoa học thì nó là nhiệm vụ đó, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nó cũng đem đến những cái lợi ích cho bản thân, cho xã hội và nó là một cái cơ hội để giao lưu. Nó không khô khan quá như mình nghĩ giống cái tên của nó đâu. Và với tất cả mọi người thì mình đều có thể bắt đầu và tôi nghĩ rằng case report là một cái sự khởi đầu tốt cho cái người bắt đầu cái sự nghiệp viết lách của mình. Tuy nhiên thì nếu mình nhìn đến cái tương lai thì cái chuyện mình phải tính tới Đường dài đó một cái sự xây dựng đội nhóm Và mình có thể làm được chuyện đó Dựa trên cái mối quan hệ cá nhân của mình Trong đơn vị, trong bệnh viện Trong hội chuyên ngành, trong nước cũng như là ngồi nước Mình nghĩ đến chuyện đó, mình kết nối Thì mình chắc chắn mình sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn Và một cái điểm quan trọng nhất Và mấu chốt mà tôi nghĩ Đó là gì là vấn đề liên quan đến cái thực tế cái khó khăn của người làm lâm sàng là giới hạn về mặt thời gian, thì nếu mình không có nhiều thời gian, mình không phải là chuyên nghiệp cho vấn đề đó, thì có lẽ mình sẽ chọn những cái câu hỏi nghiên cứu trong cái thực tế lâm sàng của mình, thì mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian để mình có thể tiến hành được hơn. và cuối cùng là một cái hình mà tôi nghĩ rằng à, để chia sẻ một cái chuyện là đôi khi có những cái thách thức mà mình nghĩ rằng mình không thể vượt qua, à, nhưng mà trên thực tế rằng là nếu mình mình kiên định và mình đi đúng hướng, thì tôi hy vọng rằng là À, không đạt được những cái thành tựu gọi là tuyệt vời giống như nhóm hop mà tôi nói vừa nói với thì tôi là hop and reality bởi vì tôi hiện tại thì nhóm đã làm được những cái chuyện đó rồi nó là là một cái thực tế mình đã được chứng nhận rồi thì tất cả những cái thành viên của mình ở đây mình đều có thể làm được một cái gì đó tốt hơn ngày hôm qua xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và người